nợ nghiệp tình duyên của bạn và người ấy đang kết thúc những dấu hiệu rất rõ ràng trong một mối quan hệ nghiệp chướng có một cảm giác hấp dẫn mãnh liệt nhưng chúng cũng có thể đi kèm với những thách thức và các kiểu xung đột hoặc mất cân bằng lặp đi lặp lại các hành động và lựa chọn từ kiếp trước có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh và các mối quan hệ hiện tại của chúng ta một mối quan hệ nghiệp chướng được coi là một cơ hội để phát triển cá nhân và tiến hóa tâm linh. Chúng ta bị lôi cuốn vào những mối quan hệ này để học những bài học quý giá, giải quyết những vấn đề trong quá khứ và cuối cùng là giải thoát những món nợ nghiệp chướng. Các mối quan hệ nghiệp chướng có thể rất mãnh liệt, đầy những thăng trầm và thường gây ra những phản ứng cảm xúc sâu sắc. Chúng có xu hướng được đặc trưng bởi phản ứng hóa học mạnh mẽ cảm giác quen thuộc và cảm giác còn gian dở những mối quan hệ này có thể liên quan đến các chủ đề như sự phản bội bị bỏ rơi hoặc tình yêu không được đáp lại bắt nguồn từ những vấn đề chưa được giải quyết trong kiếp trước mục đích của một mối quan hệ nghiệp chướng là cung cấp cơ hội để chữa lành và phát triển thông qua việc đối mặt và giải quyết những thách thức này các cá nhân có thể vượt qua những khuôn mẫu cũ giải phóng nghiệp chướng và tiến bộ trên con đường tâm linh của họ. Điều này liên quan đến việc học cách tha thứ, thiết lập ranh giới hoặc thực hành tình yêu với bản thân mình. Một khi các bài học nghiệp chướng đã được học và sự phát triển cần thiết đã xảy ra, mối quan hệ có thể tự nhiên kết thúc hoặc phát triển thành một mối quan hệ lành mạnh hơn. Khi điều hướng một mối quan hệ nghiệp chướng, điều quan trọng là phải duy trì sự tự nhận thức thực hành chăm sóc bản thân mình và ưu tiên sự phát triển cá nhân có thể hữu ích khi tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà trị liệu, giáo viên tâm linh hoặc người chữa lành. Những người có thể cung cấp hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chữa bệnh. Làm thế nào để nhận ra một mối quan hệ nghiệp chướng? Nhận ra một mối quan hệ nghiệp chướng có thể là một quá trình phức tạp, nhưng có một số dấu hiệu chính cần chú ý. Thứ nhất, những mối quan hệ này thường bắt đầu bằng một sự kết nối tức thời và mãnh liệt, một sức hút rất mạnh mẽ và từ tính khó có thể bỏ qua. Tuy nhiên, khi mối quan hệ tiến triển, bạn có thể bắt đầu nhận thấy rằng những khuôn mẫu hoặc hành vi không lành mạnh phá vỡ sự hài hòa của một mối quan hệ lành mạnh. Những mô hình này có thể bao gồm kịch tính liên tục, động lực hỗn loạn hoặc thao túng cảm xúc một dấu hiệu phổ biến khác của một mối quan hệ nghiệp chướng là sự hiện diện của những cảm xúc mãnh liệt mặc dù niềm đam mê và sự kết nối sâu sắc vốn dĩ không phải là tiêu cực nhưng trong mối quan hệ nghiệp chướng đôi khi chúng có thể đi kèm với những cảm xúc tiêu cực như là sợ bị bỏ rơi hoặc khơi dậy nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của bạn các mối quan hệ nghiệp chướng thường liên quan đến nghiệp chướng chưa được giải quyết và các chu kỳ lặp đi lặp lại bạn có thể thấy mình gặp phải những thách thức hoặc kiểu hành vi tương tự mà bạn đã trải qua trong các mối quan hệ trước đây. Những hành vi lặp đi lặp lại này có thể đóng vai trò là cơ hội để trưởng thành vì chúng mang đến cơ hội thoát khỏi nghiệp tiêu cực và chữa lành các vấn đề chưa được giải quyết của bạn. Điều quan trọng cần lưu ý là nhận ra mối quan hệ nghiệp chướng đòi hỏi sự tự nhận thức. Nếu bạn thấy mình thường xuyên trải qua những cảm xúc tiêu cực cảm thấy bị mắc kẹt trong một vòng kịch tính và không thể thiết lập sự tôn trọng lẫn nhau, đó có thể là dấu hiệu của một mối quan hệ không lành mạnh hoặc độc hại. Mặc dù những mối quan hệ này có thể mang đến cơ hội phát triển và trưởng thành cá nhân, nhưng điều quan trọng là bạn phải ưu tiên sức khỏe của mình và tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhà trị liệu và các mối quan hệ khi cần. Hãy nhớ rằng mục tiêu là tạo ra các mối quan hệ cân bằng và lành mạnh để nuôi dưỡng tâm hồn bạn và góp phần vào hạnh phúc chung của bạn các mối quan hệ nghiệp chướng có tầm quan trọng đáng kể khi học những bài học quý giá và thúc đẩy sự phát triển cá nhân những mối quan hệ này được cho là do vũ trụ sắp đặt để mang đến cho các cá nhân cơ hội giải quyết các vấn đề nghiệp chướng trong quá khứ và tiến hóa về mặt tâm linh hiểu và nắm bắt những bài học ẩn chứa trong những mối quan hệ này có thể dẫn đến sự chuyển đổi sâu sắc và mở đường cho những mối quan hệ lành mạnh hơn trong tương lai một trong những khía cạnh quan trọng của các mối quan hệ nghiệp quả là sự lặp đi lặp lại của các khuôn mẫu và thách thức những mô hình này thường bắt nguồn từ các vấn đề chưa được giải quyết từ kiếp trước bằng cách nhận ra và giải quyết những khuôn mẫu này các cá nhân có cơ hội thoát khỏi những chu kỳ tiêu cực và vượt qua những hành vi cũ không còn phù hợp với họ nữa trong một mối quan hệ nghiệp chướng cường độ của cảm xúc và trải nghiệm có thể vừa choáng ngợp vừa mang tính khai sáng những cảm xúc mãnh liệt này đóng vai trò là chất xúc tác để từ phản ánh thúc đẩy các cá nhân khám phá nội tâm của họ đối mặt với nỗi sợ hãi sâu xa và chữa lành với thương tình cảm thông qua quá trình này sự phát triển cá nhân và sự tự nhận thức được nuôi dưỡng, cho phép các cá nhân phát triển trên hành trình tâm linh của họ. Học các bài học trong một mối quan hệ nghiệp chướng cũng liên quan đến việc nuôi dưỡng tình yêu bản thân và thiết lập các ranh giới lành mạnh. Những mối quan hệ này thường nêu bật tầm quan trọng của giá trị bản thân và nhu cầu ưu tiên cho hạnh phúc của bản thân bằng cách nhận ra và tôn trọng ranh giới cá nhân. Các cá nhân có được sức mạnh và sự tự tin để thoát khỏi những điều không lành mạnh và thiết lập các mối quan hệ lành mạnh hơn trong tương lai, mối quan hệ nghiệp chướng tạo cơ hội cho sự tha thứ và buông bỏ, khiến mọi người bộc lộ những cảm xúc chưa được giải quyết và những tổn thương trong quá khứ cần được chữa lành. Thông qua sự tha thứ, các cá nhân có thể giải phóng gánh nặng tình cảm mà họ đang mang theo, giải phóng bản thân khỏi gánh nặng của quá khứ và tạo không gian cho sự phát triển cá nhân điều quan trọng là tiếp cận các mối quan hệ nghiệp chướng với một tâm hồn cởi mở và sẵn sàng học hỏi tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà trị liệu cố vấn tinh thần để cung cấp những hướng dẫn và thông tin chi tiết có giá trị trong hành trình biến đổi này kết thúc một mối quan hệ nghiệp chướng có thể là một quá trình đầy thách thức và biến đổi nhưng đó là một bước cần thiết để phá vỡ chu kỳ của những khuôn mẫu lặp đi lặp lại và tạo không gian cho sự phát triển và hàn gắn. Sau đây Quốc kênh chia sẻ với các bạn những dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng mối quan hệ nghiệp chướng đang kết thúc. Một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ nghiệp chướng đang kết thúc là cường độ của cảm xúc và xung đột giảm đi rõ rệt. Những thăng trầm mãnh liệt đặc trưng trong mối quan hệ có thể bắt đầu phai nhạt và bạn có thể cảm thấy tách rời cảm xúc, sự bình yên và chấp nhận nội tâm khi các bài học từ mối quan hệ nghiệp chướng được học và tích hợp bạn có thể trải nghiệm cảm giác bình yên và chấp nhận nội tâm ngày càng tăng bạn không còn cảm thấy bị dồn nén cảm xúc mạnh mẽ hay cần sự xác nhận từ người khác có một sự thay đổi đáng chú ý trong quan điểm của bạn về mối quan hệ và mục đích của nó trong cuộc sống của bạn bạn bắt đầu nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn và hiểu những bài học và sự trưởng thành đến từ trải nghiệm khi bạn tách rời khỏi cảm xúc của mình, đó là một dấu hiệu phổ biến cho thấy rằng một mối quan hệ nghiệp chướng sắp kết thúc. Bạn cảm thấy ít phụ thuộc vào người khác vì hạnh phúc hoặc tình cảm của bạn. Sự gắn bó tình cảm mạnh mẽ bắt đầu tan biến và bạn lấy lại cảm giác từ chủ cá nhân. Một mối quan hệ nghiệp thường liên quan đến các kiểu lặp đi lặp lại hoặc các vấn đề chưa được giải quyết. Khi những khuôn mẫu đó bắt đầu tan biến, hoặc mất đi sự kìm kẹp trong cuộc sống của bạn. Điều đó cho thấy rằng chu kỳ nghiệp báo sắp kết thúc. Bạn thấy mình không còn lặp lại những hành vi bất lợi hoặc thu hút những trải nghiệm tiêu cực tương tự. Khi các mối quan hệ nghiệp chướng gần kết thúc, bạn phát triển ý thức yêu bản thân mạnh mẽ hơn và thiết lập các ranh giới lành mạnh hơn. Bạn ưu tiên sức khỏe của mình và không còn chịu đựng được nữa những hành vi độc hại trong mối quan hệ sự kết thúc của một mối quan hệ nghiệp chướng tạo ra không gian cho những cơ hội và kết nối mới bước vào cuộc sống của bạn bạn có thể bắt đầu gặp gỡ những người mới cộng hưởng với sự phát triển và nguyện vọng cá nhân của bạn những kết nối này thường lành mạnh hơn cân bằng hơn và đóng góp tích cực cho sức khỏe của bạn hãy nhớ rằng các dấu hiệu của một mối quan hệ nghiệp chướng kết thúc có thể khác nhau từ người này sang người khác hãy tin tưởng vào trực giác và hướng dẫn bên trong của bạn khi bạn điều hướng sự phức tạp của mối quan hệ, nắm bắt những bài học kinh nghiệm và tập trung vào sự phát triển và hạnh phúc cá nhân của riêng bạn khi bạn tiến tới một con đường viên mãn hơn. Nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc kết thúc một mối quan hệ nghiệp chướng vì nó là lực cơ bản đưa những mối quan hệ này vào cuộc sống của chúng ta và mang lại cơ hội để phát triển và giải quyết. Hiểu được vai trò của nghiệp có thể giúp điều hướng quá trình kết thúc một mối quan hệ như vậy bằng trí tuệ và lòng trắc ẩn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại của Canh chia sẻ bên dưới mỗi video. quốc Canh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.